Xin chào quý vị và các bạn, tôi đến từ công ty cửa Nam Đông. Hôm nay giới thiệu đến quý vị mẫu cửa đi hai cánh, sử dụng profile sinh pha nhập khẩu hệ 55 màu xám và kính trắng 80 cường lực. Phụ kiện thì chúng tôi sử dụng hãng Draho, gồm có 6 bản lề 4D, một bộ khóa đa điểm và hai bộ chốt bật cánh phụ dài 400-700mm hãng Kim Long. Sau đây tôi sẽ đóng mở và quay lại gần để quý vị xem chi tiết về sản phẩm. Đây là bộ khóa đa điểm hãng Draho. Lối khóa thì một đầu chìa và một núm phạm bên trong. Đầu tiên điểm khóa phụ, điểm khóa phụ bên dưới. Đây là chốt bật cánh phụ Kim Long. Chốt bật cánh phụ Kim Long thì sẽ dễ tùy biến về chiều dài hơn, để chúng ta khi đóng mở nó dễ dàng, không phải cúi hay là với để mà đóng mở như những cái loại chốt khác. Cửa đi hai cánh thì chúng tôi thường sẽ sử dụng 6 bản lề như trên cái bộ cửa này. Đối với những bộ cửa có kích thước lớn thì chúng tôi sẽ tăng số lượng bản lề lên. Đây là bản lề 4D hãng Draho. 4D hãng Draho rất là chắc chắn. Chốt bật Kim Long. Tại sao mà chúng tôi không sử dụng chốt hãng Draho? Đó chính là chốt hãng Draho là thuộc dạng và chốt đẩy và cũng có chốt bật nhưng mà nó khá là ngắn, nó không có tùy biến được chiều dài những cái loại chốt bật của Kim Long như thế này. Với chốt bật Kim Long thì chúng ta có thể muốn dài bao nhiêu thì dài, và chúng ta không phải với. Đối với cửa cao thì chúng ta không phải với. Sau đây tôi xin kết thúc video này. Nếu quý vị có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha hay các sản phẩm cửa nhôm kính khác do chúng tôi cung cấp và thi công, xin vui lòng liên hệ đến hotline 0933 626060. Tôi sẽ tư vấn và báo giá cho quý vị và các bạn.